Chào các bạn, lại là Tức Đây và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe điều khiển từ xa thông qua Internet. Nguyên lý của chiếc xe này là điện thoại hoặc máy tính kết nối với Internet, thì app Blink trên Internet hoặc trên điện thoại thì sẽ kết nối lên Internet, kết nối đến đám mây Blink, và từ đám mây Blink thì nó sẽ kết nối đến module Not MCU. Đây, module Not MCU đây. Và từ đó thì nó gửi tín hiệu là điều khiển từ Internet, từ trên đám mây Blink xuống cái xe để điều khiển. Đấy.